Các nam nữ thương binh Mỹ lần đầu tiên được vinh danh tại một đài kỷ niệm của riêng họ. Đài kỷ niệm lịch sử này được xây dựng trong nhiều năm, nằm trên khu đất rộng một mẫu, kế bên quảng trường quốc gia và gần trụ sở quốc hội. Một đài phun nước xây theo hình ngôi sao năm cánh, tượng trưng cho năm quân chủng của quân đội Mỹ. Một hồ nước phản chiếu, những bức tường bằng đá hoa cương và bằng thủy tinh, minh họa sức mạnh và sự yếu ớt của người bị thương tật. Đối với ông Ron Hope bị mất một cánh tay năm 1969 trong chiến tranh Việt Nam, sự vinh danh cuối cùng đã đến sau một thời gian dài. Ông là giám đốc của tổ chức từ thiện Thương binh Mỹ. Tôi nghĩ đài tưởng niệm này không chỉ vinh danh các thương binh, mà còn cho gia đình họ, những người sống sót, mà còn người chăm non họ, nhất là những người chăm non họ và những người thân của họ có thể đến và suy gẫm về sự đánh đổi hàng ngày để họ được hưởng phúc lành và nền tự do ở đất nước này. Ông Hope là một trong bốn triệu thương phế binh ở Mỹ. Trong đài kỷ niệm có một bức tường với những câu trích thuật bày tỏ lòng biết ơn về sự hy sinh của họ. Những tấm thủy tinh khác hình ảnh của các cựu quân nhân kể về tâm trạng của người bị thương và họ chống chọi ra sao với thương tật của mình. Ông Hope nói, đối với nhiều thương binh, đó là một sự tranh đấu không ngừng và điều đó không ngăn được nhiều người trong số họ cảm thấy như người vô hình. Đôi khi công chúng Mỹ không biết làm thế nào tiếp cận không biết nói chuyện với họ thế nào, không biết đối xử với các thương binh ra sao, vì vậy công chúng né tránh họ, và cái cảm giác đó còn tệ hơn chính sự tàn phế. Nhà hoạt động từ thiện Louis Pope đã khởi sự thúc đẩy việc xây đài kỷ niệm này gần hai thập kỷ trước đây, sau khi gặp gỡ các binh sĩ tại một trung tâm phục hồi chức năng. Bà là người đồng sáng lập một tổ chức đã gây quỹ được 80 triệu đô la để xây đài kỷ niệm, trong đó có 10 triệu của riêng bà bà giải thích điều mà bà kỳ vọng đài kỷ niệm sẽ đạt được để nâng cao nhận thức giáo dục và nhắc nhở người dân mỹ về những hy sinh và chiến đấu những chiến đấu không ngừng và về sự thiếu công nhận và lòng kính trọng của chúng ta ở đất nước này đối với các thương binh bà nói đài kỷ niệm thương binh là sự nhắc nhở về cái giá phải trả của chiến tranh tuy nhiên bà nói rằng đó cũng là nơi để suy ngẫm và hy vọng cho sự tĩnh tâm và hàn gắn vết thương cho những thương binh và người thân của họ